Vâng, em kính chào tất cả các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay thì có một số các cái món đồ em vừa bán vừa xả hàng cho anh em luôn. Đấy. Anh em nào có nhu cầu mua hàng hoặc tư vấn thì các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em xuống kia các nhá. Vâng, những món đầu tiên là con bắt 30 Benzinger Procom. Thì thực ra cái hàng này thì nó quá nổi tiếng trên thị trường đúng không ạ? Và con này thì nó sản xuất ở Trung Quốc các bác nhá. Và hãng Benzinger này bây giờ tất cả các hàng của nó đều sản xuất made in China rồi các bác nhá. Thì con này thì từ của nó là từ 156 côn 65, kháng trở 8 ohm, công suất 300W các bác nhá. Màng của nó là màng bằng gai này, bằng dây gai này, gân vải tầm dầu này. Nói chung mà con này thì côn 65 thì hát karaoke thì miễn bàn rồi đúng không ạ? Cái giá ngày hôm nay Thanh nghĩ cho anh em giá chỉ có 950.000 một cặp thôi. 950 một cặp không nhá. 950.000 một cặp, giá này tại cửa hàng, chưa có free ship đâu nhá. Chưa có free ship. Đấy. Riêng loa to là bên em có nói luôn là bên em bán giá tại sở luôn. Đấy, 950 một đôi, bắt 30. Nó quá trời rẻ rồi, không phải suy nghĩ một cái gì luôn rồi. Đấy. Và cái mã thứ hai là cái mô chép Leobi DMX này. Đấy, Leobi DMX này thì là côn của nó côn 44 các bác nhá. Côn 44 thì Leobi thì từ Leo thì các bác đã biết là nó quá cao cấp, tuổi tiếng quá hay đúng không ạ? Em còn một ít em cũng thanh lý cho anh em luôn. Đấy. Côn của nó là côn dây dẹp các bác nhá. Côn dây dẹp các bác nhìn chưa? Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Em thanh lý cho anh em 1 triệu một đôi. Đấy, 1 triệu một đôi côn Leobi. Leobi côn 450 các bác nhá. DMX. Đấy. Côn 450. Cái dòng này thì nó thật với các bác là rất ít khi các bác mua được những cái lô như này, bởi vì cái hàng này là hàng chuyển kho chuyển sở các bác nhá. Em mua được cái giá rất tốt cho anh em luôn. Đấy, hàng chuyển kho các bác nhá. Đến tiếp theo là cái mẫu phân tần C151 này. Đấy, CL151 này thì lo này phân tần lo full, đánh cho bát 25 và 30 luôn các bác nhá. Bát 25 30 luôn, phân tần lo full các bác nhá. Lo full thì một bát một chép các nhá, một bát một chép, và em thanh lý cho anh em 350 một đôi. Bên em bao ship ở nhà cho anh em luôn. Đấy. Cái trừ cái lo bát này ra thôi các nhá. Thì em không bao ship, còn tất cả những cái đồ nhỏ nhỏ như này bên em bao ship hết cho anh em luôn. Đấy. Cái con chép Leobi này cũng bao ship cho anh em luôn. Đấy. Đấy, con phân tần này 350.000 cũng bao ship các nhá. Và tiếp theo là phân tần JBL280 này. Thì dòng này nó quá nổi tiếng, quá là gấu rồi. Đấy, nó tên tuổi trên thị trường rồi, nhưng mà cái giá ngày hôm nay em đưa cho anh em nó quá là rẻ luôn. Em bán cho anh em 680 một đôi. Em bao ship tại nhà cho anh em. Ok chưa ạ? 680.000 một đôi, bao ship. Phân tần full đơn, một bát một chép các bác nhá, nó có cầu cắm này. Thì ấn vào cái là nhấc dây vào nó ok thôi. Nói chung mà linh kiện của nó thì nhìn nó thấy sướng rồi. Các nhá. Nhìn nó thấy sướng mà không phải suy nghĩ một cái gì luôn. Đấy, toàn cái tủ của nó tủ phăng xi các bác nhá. Rất là chất. Đấy, rất đẹp. Em bán cho anh em 680 một đôi các bác nhá. Cái này là 350.000 một đôi, bao ship. Cái này 680.000 một đôi, bao ship các bác nhá. Đấy. Và tiếp theo đó là cái mã phân tần PA5. Đấy, thì dòng này nó có cả bóng xả xước này. Đấy, coi nhá, bóng xả xước đầy đủ này. Các bác cái này về từ Hàn dây không nhá. 450.000 một đôi. Các bác nhá. 450.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Đấy. Cái này thì nó cũng có hai bóng đèn xả đây này. Hai cái bóng đèn xả các bác nhá. Con này thì một bóng đèn xả. Cũng một bát một chép đánh được cả bát 30 40 luôn. Và dòng này thì cũng 30 40 luôn. Các bác nhá. Dòng này là 680.000 một đôi, bao ship. Dòng này 450.000 một đôi, bao ship. Đấy, và đây là cái chép mà cái bộ chép này hôm nay lôi ra còn một ít các bác nhá. Còn một ít. Cái chép này là chép Benzinger côn 250 coi nhá, Benzinger côn 250 bích dày coi nhá. Đấy, Benzinger 250. Cái này là em bán cả phễu luôn các bác nhá. Cả phễu về các bác lắp vào kèm mấy này thay cho nó chép giấy các bác nhá. Thay nó cho chép giấy đấy. Thì em bán cho các bác giá là 300.000 một đôi, bên em bao ship cho anh em luôn. Coi là có hai quả chép này và hai cái phễu này. Đấy, bán 300.000 một đôi. Cả một bộ combo này các bác nhá. Cả một combo cả phễu cả chép này 300.000 một đôi, bao ship cho anh em. Các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bên em.